Mình xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nha. Hôm nay mình làm món giò heo hầm đậu hạt sen nha các bạn. Đây, hạt sen đây các bạn. Hạt sen mình đã nấu sẵn đây các bạn. Giờ chúng ta bắt nồi lên. Bây giờ nước sôi rồi đó các bạn. Giờ chúng ta để đậu vô. Đây, giò heo mình đã hầm sẵn rồi các bạn. Để chút mình để vô cho nó mau mềm các bạn. Đây, giò heo hồi sớm mình hầm đây các bạn. Bây giờ mình để vô mình hầm lần. Xem vô. Giờ mình thêm gia vị các bạn. Đường, muối, bột ngọt, hạt nêm. Vậy là món ăn giò heo hầm đậu hạt sen mình nấu hoàn thành đó các bạn. Đây, mình múc ra tô rồi đây. Mình xin mời tất cả các bạn nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Các bạn hãy nhớ đón xem những video sau của mình nhé. Tạm biệt các bạn.